đến thăm tặng quà các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Lãnh đạo thành phố ân cần trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc những công hiến sự hy sinh to lớn của các cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc. Lãnh đạo thành phố Bà Rịa mong muốn các cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ và tinh thần chiến đấu kiên cường của những người lính Điện Biên, luôn gương mẫu xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ đi sau tự hào, học tập noi theo.